Thưa quý vị và các bạn, tối nay mình lại trở lại tiếp tục trò chuyện và giao lưu, chia sẻ cùng với quý vị và các bạn liên quan đến những vấn đề xung quanh những nhân vật ẩn danh Hồng Sơn. Nhân vật Hồng Sơn chứ, đang thể hiện hết mình trên không gian mạng với trách nhiệm của mình là một nhân vật rất là tích cực khi tham gia dẫn dắt và chia sẻ những vấn đề, những luận điểm liên quan đến sự lùm xùm quanh drama của tỉnh Thất Bồng Lai. Đến bây giờ thì chúng ta vẫn thấy rằng sự thật về cái sự tranh luận soi mói bươi móc của Hồng Sơn vẫn chưa chịu dừng lại. Dù rằng anh luôn nhân danh mình là một người hiểu chuyện, tri thức, không quan tâm đến cái việc mà thị phi tranh giành hoặc là công kích bất kỳ một ai, nhưng thực ra chúng ta thấy đó, liên quan đến tất cả những nhân vật mà đến bây giờ được cho là đang đối đầu để vạch trần cái sự thật của ẩn danh Hồng Sơn, luật sư giả này, thì sẽ bị Hồng Sơn tìm mọi cách dẫn dắt và triệt hạ miệt thị một cách rất là tích cực. Đến bây giờ những nhân vật mà Hồng Sơn nhắm đến nhiều nhất đó là luật sư Lân, mẹ nấm Như Quỳnh, và đặc biệt là Minh Tú và cô Lan Hai Lúa. Cô Lan Hai Lúa và Minh Tú thì được luật sư Lân liệt vào trong cái danh sách là nhóm mặt nạ đa đề. Đây là điều mà chúng ta thấy thực sự ở con người Hồng Sơn về bản chất sự liêm sỉ, sự đê hèn và nhút nhát khi tham gia trong cái drama này. Sự đê hèn của Hồng Sơn chúng ta thấy thể hiện ở cái bản chất là không dám lên tiếng để bảo vệ người mà được cho là mình đang nhân danh để bảo vệ pháp lý. Đó là các thành viên của Thiền Am và những vấn đề pháp lý liên quan đến những tranh luận lùm xùm cho người Thiền Am. Thì cái sự hèn nhục của Hồng Sơn không dám lên tiếng, không dám bảo vệ và không dám đưa ra cái luận cứ để tranh luận những cái vấn đề khuất tất liên quan đến những cáo buộc mà người Thiền Am đã bị để bị vướng vào tội 331. Đến bây giờ bản án 331 khi 5 vị luật sư cũng đã hết trách nhiệm, làm việc hết sức mình để đem lại cái công bằng và quyền lợi cho nhóm người Thiền Am, thì lại bị Hồng Sơn phủ nhận, đánh đổi cái sự thật này, cho rằng các vị luật sư này cố tình bạo biện để cho người Thiền Am vướng vào vòng lao lý, cho rằng những vị luật sư này không đủ trình độ, không làm hết trách nhiệm cho nên khiến cho người Thiền Am phải vướng vào vòng lao lý. Đó là cái sự hèn nhát của Hồng Sơn. Còn về sự nhục nhã của Hồng Sơn thì chúng ta thấy rằng đối với Hồng Sơn đến bây giờ, cái vô liêm sỉ của Hồng Sơn rất là lớn. Cái lấn át về cái trí tuệ của Hồng Sơn, cái nhục nhã của Hồng Sơn không nhìn nhận ra bản thân của mình khi đã bị cộng đồng mạng vạch trần, lôi ra tất cả các cái sự thật về sự gian dối ma mị của mình, thì Hồng Sơn không nhìn nhận ra điều này. Cái liêm sỉ của Hồng Sơn không có. Anh không biết nhục, anh không biết hổ thẹn với đời, không biết hổ thẹn với thiên hạ, khi bản thân của mình, chính anh cũng chưa chứng minh được mình là ai. Sự nhục nhã của anh khi bị cộng đồng mạng lôi ra thì anh lại không thấy, anh lại phủ nhận, anh lại cười cợt và anh lại càng ngày càng trơ trẽn, cho rằng tất cả các cái sự thật đó đều là cộng đồng mạng chỉ là một cái nhìn thoáng qua đường. Đó là cái điều mà tôi thấy. Chúng ta thấy rằng sự hèn nhục, vừa hèn vừa nhục của Hồng Sơn. Còn đối với việc mà vô liêm sỉ thì chúng ta khỏi nói rồi. Hồng Sơn bất chấp mọi thủ đoạn để triệt hạ miệt thị dẫn dắt từ đồng nghiệp cho đến những người liên quan mà đã vạch trần cái sự thật này ra đối với Hồng Sơn. Rồi mình xin tranh thủ gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần nha các bạn. Xin chào Lương Kim Sơn, xin chào Lê Yến Nga, xin chào Nguyễn Văn Ngôn, xin chào Tô Thanh Hiền, xin chào Huệ Võ, xin chào. Rồi xin chào 35 người đã có mặt trực tiếp trên đường live. Xin cảm ơn 13 cái like. Rồi mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần nữa. Mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe của ngày cuối tuần. Chúng ta lại tiếp tục nhắc đến Hồng Sơn. Thưa quý vị, tại sao mà trong rất nhiều bài viết gần đây chúng ta thấy rằng Hồng Sơn thường xuyên tích cực trên kênh của luật sư Thanh Trần. Trong hơn một tuần nay thì không biết lý do gì mà Thanh Trần lại không xuất hiện, nhưng mà lại
bán cái cho Hồng Sơn, giao cái trách nhiệm về quyền quản lý này cho Hồng Sơn luôn thể hiện trong những ngày gần đây, mỗi ngày một đường like. Hồng Sơn liên tục lên 3-4 đường like trong 3-4 ngày gần đây. Về việc mà lý do Thanh Trần xuất hiện thì chúng ta chưa biết, vì không có thông tin, không có thông báo, cho nên chúng ta không biết, thì chắc chắn là chỉ có người trong cuộc biết rõ sự thật này thôi. Còn việc Hồng Sơn tại sao lại thường xuyên tích cực tham gia trên kênh của Thanh Trần, cho rằng Hồng Sơn nói rằng là khi tham gia vào trong cái drama của Thiền Am này thì không phe phái của ai cả, chỉ là người trung lập đứng nhận định, và đặc biệt quan trọng hơn là không vì mục đích vụ lợi, không vì tiền, nói chung là không vì gì cả. Hồng Sơn rất là rảnh rỗi Hồng Sơn rất là rảnh rỗi tích cực tham gia, không chỉ nói là riêng về kênh của Thanh Trần mà các kênh khác nữa. Về vấn đề này thì chúng ta đủ đánh giá ở chỗ là cái trách nhiệm và công việc hành sự của Hồng Sơn trong thời gian gần đây. Nếu là một luật sư như Hồng Sơn đã từng tuyên bố và từng khẳng định, tôi là luật sư thiệt đây chứ không có luật sư giả nào cả, ai muốn biết thì đến nhà tôi sẽ chứng minh. Đó là lời khẳng định của Hồng Sơn. Nếu là một luật sư thực sự, nếu là một luật sư có vị thế, có tầm hiểu biết trong xã hội, thì chúng ta thấy rằng Hồng Sơn không có thể mà rảnh rỗi đến mỗi ngày mà lên like hết chỗ này đến chỗ kia, ngày có thể là 2-3 like. Mà trước khi like thì chắc chắn là làm YouTube thì chúng ta cũng đã biết phải bỏ thời gian rất là nhiều, kể cả là một ngày một buổi, để theo dõi, để cập nhật, để nắm bắt các cái thông tin tình hình trên mạng xã hội liên quan đến cái diễn biến mà mình đang theo dõi, để nắm bắt thông tin để rồi chia sẻ. Như vậy chúng ta thấy rằng Hồng Sơn đang rất là rảnh. Nếu là một luật sư thì tại sao Hồng Sơn lại rảnh đến như vậy? Điều này đủ chứng minh rằng chúng ta có thể tự đặt ra câu hỏi, tại sao Hồng Sơn lại luôn khoác lác, luôn vinh danh, luôn khoe khoang, nhưng lại không biết hổ thẹn về bản thân và nhân cách của mình. Cái sự thấp kém, tồi tàn và cái sự đê hèn của mình, khi không biết nhận nhìn ra mình đang bị cộng đồng mạng đang vạch trần sự thật về bản thân, bản chất của mình. Và cái thứ hai nữa là hơn 50 khán giả đã quay lưng và đặt nhiều nghi vấn về Hồng Sơn ẩn danh này là ai, là luật sư hay là không luật sư. Anh từng khẳng định là anh đã có bằng vào năm 2002, năm 2002, đúng rồi đó các bạn. Chính bài viết tối hôm nay anh cũng đã khẳng định, và bài viết cách đây 3-4 hôm anh cũng đã chứng minh, tôi là một luật sư thiệt. Tôi đã kinh và đã học qua rất nhiều các trường lớp của các ngôi trường mà thuộc đoàn luật sư này. Từ cái mốc thời gian anh bước vào trường cho đến khi anh nhận bằng luật sư là ở thời điểm năm 2012. Nhưng từ đó đến bây giờ chúng ta thấy rằng tên tuổi của Hồng Sơn chưa có ai biết, kể cả cộng sự và đồng nghiệp cũng không ai biết Hồng Sơn đang tham gia ở đoàn luật sư nào và đang làm việc cho đoàn luật sư nào. Tên tuổi thì chắc chắn là anh đã có tên trong liên đoàn luật sư rồi. Nhưng thời điểm anh khoe rằng là anh đã nhận bằng từ năm 2002, anh đã học qua rất nhiều các cái trường và các cái thời điểm, anh nói rất là logic và rành rọt. Nhưng chứng tỏ để hiểu được cái đích danh Hồng Sơn đã bị Bộ Tư pháp tước bằng rút thẻ, thì qua trong thời gian vừa qua, Minh Tú và luật sư Lân cũng đã tìm rất nhiều các cái thông tin về sự thật này. Thì năm 2019 là Hồng Sơn thực sự trong 7 Nguyễn Hồng Sơn nhân vật mà thuộc có tên trong đoàn luật sư, liên đoàn luật sư khắp cả nước. Trong đó có luật sư Nguyễn Hồng Sơn ẩn danh sinh năm 72, ngày 21 tháng 6 này, cũng đã bị Bộ Tư pháp rút bằng tước thẻ vào tháng 6 năm 2019. Và đúng như cái thời điểm này là Hồng Sơn đang tham gia vào cái hiệu ứng drama của vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, và Hồng Sơn đang cố gắng tích cực thể hiện bản thân, trách nhiệm của mình.
Nhưng chứng tỏ về việc mà từ khi nhận bàn cho đến khi mà Hồng Sơn bị rút bàn tước thẻ thì chúng ta thấy rằng Hồng Sơn chưa được xã hội và cộng đồng mạng biết đến là một vị luật sư thực sự. Anh chỉ nhân danh và chúng ta cũng chỉ nghe Hồng Sơn kể và nhân danh qua trong các câu chuyện liên quan đến Thiền Am thôi. Đấy, thực sự đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết và kể cả là Hồng Sơn cũng vẫn chưa dám khẳng định thực tế điều này. Để chứng minh thì Hồng Sơn chưa chứng minh được. Và anh chỉ nói liên thuyên trên mạng xã hội, anh là một thực sư giả, tôi là Nguyễn Hồng Sơn, là một luật sư đây chứ không có giả, không có gì hết. Đấy. Rồi trở lại các cái vấn đề liên quan đến tại sao mà chúng ta có thể nhận định về Hồng Sơn, về liêm sĩ và sự nhục nhã của Hồng Sơn lên ngôi, nhưng anh không nhìn nhận ra bản thân và trách nhiệm của mình. Trong khi với bản chất, cái cốt lõi của cái bản chất con người Hồng Sơn là ti tiện, là đê hèn, là tiểu nhân. Cho nên chính từ cái bản chất có trong người Hồng Sơn mà Hồng Sơn đã bị Bộ Tư pháp cảnh báo về đạo đức, nhân cách, nghề nghiệp. Đấy, chính từ điều này để đánh giá được bản chất con người trong suốt thời gian hơn 3 năm trời tham gia vào cái drama của tình thất. Và kể từ khi Hồng Sơn cũng đã bị bộc lộ và cũng đã bị cộng đồng mạng vạch trần về cái bản chất thực sự Hồng Sơn, thì chúng ta cũng đã đủ đánh giá và nhìn nhận một góc độ nào về bản chất của Hồng Sơn. Những diễn biến diễn ra đối với cuộc đời hành sự trong cái nghiệp luật sư của Hồng Sơn là đúng. Anh mô tả đúng, trước đây anh là nghề luật sư, không ai phủ nhận anh là không phải là luật sư, không phải là chưa qua trường lớp luật sư và anh chưa có bằng luật sư cả. Nhưng khi tham gia trong cái mạng xã hội, trong cái drama này thì anh không phải là luật sư. Để chứng minh anh là một luật sư thì ít ra anh phải có bằng cấp thẻ hành nghề, và ít ra nhất là phải đang tham gia hoạt động trong đoàn luật sư nào, và ít nhất phải có một vài văn phòng luật sư. Đó là để chứng minh được người thực việc thực, chứ còn cái việc nói trên không gian mạng thì chắc chắn là không ai tin. Và điều này cho chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Trong suốt hành trình thời gian khi tham gia thì Hồng Sơn lại rất là tích cực đưa ra các cái quan điểm về pháp lý để thể hiện mình là người hiểu luật, biết luật, mình là người lõi lọc, kinh nghiệm hơn người. Nhưng thực ra thì đó không phải là sự thật và thực tế. Đó chỉ là những lời mô tả, mô phỏng, dẫn chứng của Hồng Sơn thôi, chứ chưa có chứng minh được. Và thực sự thì đến bây giờ chúng ta thấy rằng bản chất của Hồng Sơn rất là ti tiện và thấp kém. Khi cái việc mà trong cái câu chuyện liên quan đến cái thị phi này thì chúng ta thấy Hồng Sơn đã lộ rõ bản chất của mình là một con người rất ti tiện và tùy tiện, bươi móc soi mói đến đời tư của nhiều cá nhân, trong đó kể cả là đồng nghiệp anh cũng bất chấp lôi ra. Kể cả Hồng Sơn cũng đã khẳng định cái việc mà tranh luận đấu tố, bươi móc soi mói đến đời tư của đồng nghiệp đó là điều tối kỵ. Hồng Sơn là người thứ hai nhắc đến cái câu từ này, và chính luật sư Lăng cũng đã khẳng định và nói đến cái điều này. Đó là điều tối kỵ trong cái nghiệp luật sư, là việc cấm kỵ cái việc mà đấu tố đồng nghiệp, bươi móc lôi nhân thân, danh tính và các cái thông tin về cá nhân của đồng nghiệp của mình ra để đưa ra trên cộng đồng mạng để bêu rêu. Đó là điều tối kỵ. Chính Hồng Sơn cũng biết điều này, và Hồng Sơn cũng đã tự miệng mình nói điều này. Nhưng chính anh lại đi làm ngược lại với cái lương tâm và cái quy định trách nhiệm trong cái quy tắc của cái đạo lý nghề nghiệp của luật sư này. Vì sao trong suốt thời gian gần đây anh nhắm vào luật sư Lăng, và mới đây thì anh lại nhắm vào luật sư Mạnh? Mặc dù luật sư Mạnh không lên tiếng, không nhắc đến tên Hồng Sơn, nhưng vô cớ mà Hồng Sơn lại lôi luật sư Mạnh, lôi các cái yếu điểm, các cái sơ hở, các cái câu nói vô tình của các vị luật sư này ra. Kể cả là trong 5 vị luật sư, Hồng Sơn cũng có nhắc tên lôi ra. Thì việc này chúng ta thấy rằng cái sự tùy tiện của Hồng Sơn, bởi bản chất của anh nó đã có sẵn trong cái con người của anh là nó như vậy rồi. Vừa thấp kém về nhận thức,
Nói về trình độ thì mình không dám nói là Hồng Sơn không có trình độ. Công nhận Hồng Sơn có trình độ về sự nhìn nhận, hiểu biết về pháp luật, cầm thêm cái tài biện luận và cái lối dẫn chuyện, cũng như là cái trí nhớ, tầm nhìn nhận của Hồng Sơn rất là có kiến thức, chứ không phải là không đánh giá là Hồng Sơn ngu dốt nha các bạn. Nhưng về cái nhìn nhận về nhân cách, cái giá trị đạo đức của người Hồng Sơn nó ở một cái phần rất là thấp kém. Chính từ điều này mà trên con đường hành sự, nghiệp vụ, nghề nghiệp của anh không đạt đến mục đích của đỉnh cao sự nghiệp. Đấy, các bạn thấy không, có rất nhiều các vị luật sư đến bây giờ họ lão luyện, họ đã trở thành là cái tuổi là U60-70 trong đời rồi, họ vẫn gắn bó cái cuộc đời nghề nghiệp hành sự luật sư của họ, không bao giờ có biến cố, không bao giờ bị thị phi, không bao giờ vướng vào cái lùm xùm tranh luận, và kể cả là họ không vi phạm đạo đức. Đó là cái bản chất nó đã thực sự có từ cái con người đi theo cái con đường mà đúng theo cái nghĩa được gọi là đi tìm cái công bằng công lý, tìm cái giải pháp để đem lại cái sự minh bạch cho niềm tin của người cần và liên quan đến cán cân công lý. Nhưng đối với ông Sơn thì chúng ta thấy rằng điều này nó đi ngược hoàn toàn. Anh Khoa ngày đầu tiên anh nhận bằng là vào thời điểm năm 2002, nhưng đến bây giờ việc mà anh bị tước bằng rút thẻ thì đã chứng minh qua các cái thông tin mà cộng đồng mạng vừa qua đã tìm ra là anh đã bị Bộ Tư pháp rút thẻ vào năm 2019. Trong chừng đó thời gian, Hồng Sơn liệu trên con đường nghiệp sự của mình anh có thể hiện và đủ để chứng minh mình là người luật sư thực sự, tài trí đức và trình độ uyên thâm hay không? Chắc chắn là không có rồi. Bởi vì anh không còn tư cách là một luật sư nữa. Anh chỉ là người tham mưu thôi. Anh chỉ là người tư vấn, giống như kiểu là tư vấn dạo đấy. Tư vấn dạo đấy. Anh nói rằng anh là tham gia tư vấn rất nhiều cho các cái công ty. Cái việc tư vấn đó là chuyện bình thường. Một người hiểu luật, biết luật có thể là tham mưu tư vấn. Tư vấn chứ không phải là bảo vệ pháp lý. Tư vấn thì ai cũng có thể tư vấn được. Bởi vì nếu một người hiểu biết mà được một người nhờ cậy để tư vấn, để tham mưu các cái diễn đàn về pháp lý thì công nhận anh tư vấn được. Nhưng về cái trách nhiệm mà đứng ra để bảo vệ pháp lý thì anh phải đầy đủ pháp nhân, là anh phải có bằng, anh phải chứng minh được anh đang làm việc ở công ty luật nào, hành sự cho liên đoàn luật sư nào, đoàn luật sư nào, đó mới đủ chứng minh cái tư cách pháp lý. Còn cái việc tư vấn thì ai không tư vấn được. Bình luận tham khảo tư vấn thì Hồng Sơn cũng đã nói rằng anh tư vấn rất nhiều các cái công ty. Công nhận điều đó, công nhận với cái trình độ mà liên thuyên của anh thì điều đó không phủ nhận được. Anh hiểu biết, anh nói được, nhưng có cái là thực sự để chứng minh anh là một luật sư thực sự không thì đến bây giờ anh vẫn không chứng minh được. Và điều này chúng ta cũng đã nhận thấy rất là rõ. Bởi chính từ điều này mà tại sao Hồng Sơn lên cộng đồng mạng trong suốt thời gian gần đây khi liên quan đến cái vấn đề thị phi này thì Hồng Sơn rất là tích cực công kích, đấu tố, tấn công, triệt hạ đồng nghiệp của mình. Bởi vì nhân cách giá trị của anh không còn nữa, có nghĩa là anh đang đánh đổi bản thân anh, đánh đổi cái giá trị của anh. Coi như là anh lỡ là anh cho cùi rồi, anh không còn cái gì để gọi là vị thế trong một con người mà gọi là luật sư thực sự. Cho nên các bạn thấy không có ai mà luật sư mà đường đường chính chính là một luật sư mà lại lên mạng xiên xỏ bơi móc vào chuyện đời tư, kể cả là đánh phá, nói xấu đồng nghiệp mình, lật tẩy những cái góc khuất về cái quy tắc của cái nghiệp luật sư này. Như vậy không có, ít có ai như vậy, và hình như là chưa có, chỉ có Thanh Trần Hồng Sơn thôi. Bởi vì như vậy cho nên hai con người này đã bị cảnh báo về đạo đức nghề nghiệp. Trong đó điển hình chúng ta khi tham gia vào mạng xã hội thì thấy ba nhân vật đã bị Bộ Tư pháp rước bằng, mà chúng ta thấy đó là luật sư Vũ cũng vậy, với một cái bản chất rất là thấp hèn, vừa yếu kém vừa thấp hèn nữa.
cộng thêm với cái đức tính và cái bản chất con người nó không có liêm sĩ, cho nên họ bất chấp. Đấy, như luật sư Hằng Ni đấy, là một phụ nữ đàn bà, nhưng cô ta không bao giờ mà lên mà lôi cái chuyện riêng tư cá nhân của một ai ra để miệt thị. Riêng vào cái drama của bà Phương Hằng thì không nói. Drama của bà Phương Hằng là Hằng Ni không phải là công kích, nêu các cái quan điểm pháp lý, vạch trần các cái sai phạm của bà Phương Hằng, đấu tố, nhận định và dẫn chứng những cái quy tắc về các cái quy định của pháp luật để cho cộng đồng mạng biết, chứ không hề mà lôi một cá nhân nào ra để công kích. Kể cả trong cái drama của Phương Hằng thì nhà báo Hằng Ni, luật sư Hằng Ni cũng đã bị tấn công và công kích rất nhiều, nhưng cô ta không bao giờ lôi bất kỳ một ai ra để miệt thị. Đó là nhân cách giá trị của một con người theo con đường mà gọi là luật sư này. Cho nên họ biết liêm sĩ, họ biết từ tốn, họ biết vị thế và trách nhiệm của mình ở đâu. Cho nên luật sư Lân cũng đã nói mà, cái điều tối kỵ trong nghề nghiệp luật sư là không lôi đồng nghiệp, kể cả bất kỳ một ai ra để đấu tố, chỉ chia sẻ pháp lý, nêu quan điểm tranh đấu về pháp lý. Tranh đấu nó khác chứ đấu tố nó khác. Chứ không phải là bây giờ mình tranh luận, chẳng hạn như Hằng Ni đưa ra các quan điểm tranh luận về vụ bà Phương Hằng với những sai phạm như vậy, đó là tranh luận, tranh đấu để tố cáo, chứ không phải là bơi móc, không phải là xúc xỉa. Cho nên chúng ta thì nhìn nhận hai cái nhân cách của con người này khác. Đối với một luật sư phụ nữ như vậy đó, mà họ rất là khiêm nhường, biết giữ cái trách nhiệm của mình. Còn Hồng Sơn họ không còn tư cách, không còn nhân cách nữa. Có nghĩa là ông ta lỡ rồi, ông ta cho cùi, ông ta đánh đổi. Đến bây giờ ông không phục hồi được cái bằng cấp của mình, cái thẻ hành nghề luật sư của mình, thì rõ ràng là ông ta đã đánh đổi quá lớn rồi. Cho nên là Hồng Sơn bất chấp. Chính vì điều này mà ông lên mạng cố thể hiện tên tuổi, vị thế của mình, để cho cộng đồng mạng biết, để lấy lại một chút tiếng thơm mình là còn cái dư âm của cái tên tuổi của luật sư. Bởi vì hai cái từ mà luật sư nó gắn bó trong cuộc đời ông quan niệm nó quá là cao cả. Ông thể hiện cái nghĩa của cái từ luật sư này nó cao đối với bản thân của ông. Còn họ, những người mà thực sự thì họ coi đó là chuyện bình thường. Luật sư chỉ là những người tham gia, hỗ trợ, bảo vệ, chia sẻ, tham vấn các vấn đề về pháp lý thôi. Chứ không phải luật sư là một cái nghề gì mà ghê gớm, quan trọng, cao cả, giống như Hồng Sơn cứ tự tôn vinh, cho rằng luật sư là phải được bảo vệ, rồi phải được tôn trọng, phải được tôn vinh, tăng bốc, nâng đỡ. Không có. Cho nên cái sự cao ngạo này mà Hồng Sơn đã bị đánh đổi, giống như Thanh Trần đấy. Nghề nghiệp thì chưa bằng ai, ra đời thì cũng chưa có kinh nghiệm bằng ai, chưa chứng minh được, nhưng mà tự cao ngạo khẳng định mình là hơn người, tài trí hơn người. Đó là cái bản chất của con người, nó không có giá trị đạo đức, nó thấp kém, cho nên tự đánh đổi. Đến bây giờ thực sự hai con người này rất là xứng đáng và xứng tầm, cho nên họ bất chấp. Hồng Thanh thì đến bây giờ là chắc chắn là sẽ chưa khẳng định và chưa chứng minh được là mình đã phục hồi cái nhân phẩm, nhân cách của mình, cho nên lên chửi bất chấp. Hồng Sơn cũng vậy. Hồng Sơn nghe nói là trong suốt thời gian qua cố gắng để khắc phục cái bằng cấp của mình, để chứng minh, để đem ra khè cho thiên hạ biết. Anh đã từng hứa và từng nói rằng trong tháng 7 này anh sẽ trưng bằng và anh sẽ khẳng định anh là luật sư. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa chứng minh được. Chính từ cái điều này chúng ta thấy rằng trong suốt thời gian mà Hồng Sơn chưa khắc phục và đã bị đánh đổi cái nhân cách mình quá là rã mạt như thế này, từ anh đã bôi bẩn cái danh dự của anh, từ chôn vùi cái cuộc đời sự nghiệp của mình. Chứ không có ai mà một luật sư mà lên mạng xã hội mà đi nói xấu người này, lôi cái chuyện cá nhân người kia, dựng nên những cái câu chuyện rồi diễn giả những cái biến cố trong các cái vụ án, các cái phiên tòa, để nhận định về cái trình độ hiểu biết về pháp lý của mình đã từng học, dựng lên kể những cái câu chuyện đó.
các bạn thấy qua những cái bài chia sẻ của Hồng Sơn, với cái tính được gọi là tham khảo chứ không có gọi là tham vấn để chia sẻ, nó không có cái giá trị về cái nhân văn ở đây. Những bài viết của Hồng Sơn, những lời nhận định mang tính là xúc xỉa, mang tính là đánh giá một cách rất là hời hợt, chứ nó không có thực tế, nó không có cái giá trị giáo dục nhân văn ở đây. Đồng ý mới nghe qua thì những ngôn từ cộng thêm cái lời biện luận của anh nó rất là logic và hoa mỹ, cho nên người nghe cảm thấy là thực sự là như vậy, nhưng nó không đúng là như vậy. Cho nên đến bây giờ tại sao chúng ta thấy rằng và tự đánh giá và nhìn nhận Hồng Sơn là một con người rất là ti tiện, chuyên soi mói và bươi móc vào câu chuyện đời tư của nhiều người. Nếu một người bình thường khi tham gia mạng xã hội, chẳng thà ban đầu Hồng Sơn đừng nhân danh mình là luật sư, cứ cho mình là một YouTuber bình thường, thì cái chuyện mà tranh luận đấu tố hay hoặc là thị phi bươi móc này thì đó là chuyện bình thường mà mạng xã hội. Còn đã là một người tri thức đại diện cho cái thế hệ, những thành phần mà đem lại cái sự giáo dục cho cộng đồng này, cái sự nhân văn cho cộng đồng mà, thì đáng lý ra Hồng Sơn phải thể hiện đúng cái trách nhiệm bản thân của mình là chia sẻ pháp lý, tham vấn pháp lý. Nó mang tính chất là vừa giáo dục, vừa giải trí, vừa đem lại cái sự hiểu biết về kiến thức cho cộng đồng. Chứ không có ai mà lên tranh luận như Hồng Sơn. Luật sư sĩ đó, các bạn thấy đó, chưa bao giờ nhắc đến một tên một ai, một luật sư lão luyện có thâm niên trong nghề nghiệp và được nhiều người biết đến từ trước đến nay. Ông tham gia rất nhiều các liên đoàn, đoàn luật sư, kể cả là đang chủ nhiệm một đoàn luật sư ở tỉnh Trà Vinh. Nhưng vì tranh luận trong vụ án bà Phương Hằng, vạch trần các cái quan điểm về các cái góc khuất về những sai phạm của bà Phương Hằng và bị bà Phương Hằng tố cáo, cho nên ông đã vướng vào 331 về tranh luận. Nhưng những hiện tại thì đến bây giờ cái việc mà điều tra về những sai phạm của luật sư Trần Văn Sĩ thì chưa có kết quả, cho nên chúng ta chưa khẳng định là luật sư Sĩ sai ở cái góc độ nào. Về các bài viết nhận định của luật sư Sĩ thì chúng ta thấy rằng rất là rõ ràng, rất là chính kiến với lại cái thực tế của vụ việc. Xin chào Lê Thanh Minh Tố, xin chào Phan Ngọc Dung, xin chào Cúc Trinh, xin chào Đinh Nở, xin chào Xuân Nguyễn, xin chào Thị Cúc, xin chào Trang Thu, xin chào Thị Tiên. Mình gửi lời tổng chào các bạn một lần nữa. Xin chào chị Lan Hai Lúa, xin chào Lê Liễu, xin chào Lê Yến Nga. Thưa quý vị, như vậy thì đến bây giờ trong bài viết tối nay cũng vậy. Ngày hôm qua hôm kia, ba hôm liên tục là Hồng Sơn luôn xuất hiện trên kênh của luật sư Trần Hồng Thanh với một cái thái độ rất là tích cực, vừa tích cực để thể hiện bản thân của mình, vừa thể hiện một cái thái độ rất là căng khi nhắm đến và nhắc đến đồng nghiệp của mình để dẫn dắt, để miệt thị đồng nghiệp của mình, những người mà đang đấu tố vạch trần các sự thật của mình. Cho nên Hồng Sơn cố để bào biện và để chứng minh mình là người vô can vô cớ trong cái drama này, là người hoàn thiện, hoàn hảo, đáng để được cộng đồng mạng tin cậy. Nhưng thực sự những cái chứng minh của Hồng Sơn đều là đi ngược lại với cái suy nghĩ này. Chúng ta cũng đã biết rất là rõ về bản chất của Hồng Sơn, vừa tráo trở, vừa ngược ngạo về các cái nhận định khi những cái sai lầm của mình, những cái sai phạm của Hồng Sơn, biết sai nhưng lại không chịu sửa sai, cái sự ngạo mạn cao ngạo của Hồng Sơn luôn tự cho mình là trình độ tài cao trí đức hơn người, nhưng bản thân thì lại không chứng minh bản chất con người này, thì lại bị bộc lộ, lại bị vạch trần một cách rất là công khai tráo trở. Nói một đàn nhưng làm một nẻo, nói đằng trước thì quên đằng sau. Lúc thì anh nói rằng
danh chính ngôn thuận để công minh, lúc thì anh nói phủ nhận tất cả các cái sự thật sự việc. Điều này chúng ta thấy rằng là sự tráo trở của Hồng Sơn không có, không biết nhục. Bởi vì có không biết liêm sĩ thì lấy gì mà biết nhục. Nếu là con người biết nhục, biết nhìn nhận được cái sự thật này, thì anh có thể là anh sẽ chuyển đổi đề tài, hay hoặc là anh thăm vấn qua một cái thông tin nào khác nếu anh đủ kiến thức và trình độ. Đằng này luôn cố chấp vẫn tự cho mình là một luật sư thực sự, nhưng mà bản thân thì lại không chứng minh được, thấp kém và nhục nhã. Trong bài viết tối hôm nay thì Hồng Sơn lại nhắc đến những cái biến cố cũng liên quan đến sự tranh đấu lùm xùm giữa Phan Thiền Am, và luôn nhắc đến cái trách nhiệm của các vị luật sư. Hồng Sơn không quên nhắc đến luật sư mình. Điều mà Hồng Sơn nhắc đến và cay cú nhất đó là luật sư Đào Kim Lân, là người đã vạch trần và chứng minh cho chúng ta thấy được sự thật về bản thân và bản chất của Hồng Sơn này như thế nào. Chúng ta có thể nghe bài chia sẻ về hiện tại Hồng Sơn đang phát trực tiếp trên kênh của Thanh Trần đây các bạn. Các bạn tối nay có nghe rồi thì chúng ta cũng có thể nghe thêm một lần nữa. Cách sao mà lại gian dở. Tối nay Hồng Sơn vừa rất là tích cực mà về thể hiện cái thái độ rất là căng thẳng và cay cú đối với lại anh Lăng các bạn. Hợp đồng gian dở. Để nghe hình như cái bài chia sẻ này còn không biết. Hình như còn đang đây. Lúc này nọ thì là cái giám thị trại giam đó, họ cũng không có quyền được mình giảm án cho tự ăn chấp hành nữa, mà họ mới làm cái thủ tục nó cuối cùng á là nó có cái hội đồng, mà hội đồng nó của cái tòa án cấp tỉnh, mà nơi mà cái xin chào Nam Trần, xin chào Minh Tú, có trụ sở đó, cụ thể đây là tòa án tỉnh Long An này, mặc dù cái trại giam nó thuộc cấp bộ, không phải thuộc tỉnh, thuộc cấp bộ, nhưng mà khi xét án hình sự đó để giảm án thời hạn chấp hành án là nó phải trực thuộc hội đồng của tòa án đó, thành lập cái hội đồng. Cái việc này là thuộc luật định, tôi đã tham chiếu rất là chặt chẽ. Nó không mà trong thi hành án mà kêu nhận tội không nhận tội, bày ra cái chuyện là coi như là vậy, là từ đó mới nói là cản trở luật sư. Cản trở luật sư là coi như là luật sư đang kêu oan mà làm vậy là không kêu oan được. Không có luật sư này, chắc luật sư là luật sư trung cấp pháp lý của Tú sao đâu vậy. Lạ lùng vậy. Những cái nhận định của Hồng Sơn trong thời điểm gần đây á, là anh luôn đi ngược các cái quan điểm của các vị luật sư. Anh đưa ra những cái chứng cứ, những cái nhận định, rồi chính anh lại phủ nhận, rồi anh lại dẫn dắt suy diễn ra những cái nhận định nó đi ngược lại với cái quan điểm thực tế về các cái nhận định mà luật sư Lân, luật sư Mạnh đưa ra để tham vấn liên quan đến các cái diễn biến về pháp lý của người Thiền Am, thì chúng ta thấy rất là đúng với thực sự của bản chất của vụ án, đúng thực sự với những người liên quan trong các cái diễn biến của vụ án này. Rõ ràng chúng ta đã thấy rằng những cái cáo buộc mà người Thiền Am đang vấp phải, những cái quyết định về lệnh thi hành án người Thiền Am đang vướng phải, không hề có một cái tính chất được gọi là khoan hồng nào của quy định pháp luật, ngoại trừ cụ Lê Tùng Vân là được miễn chấp hành thi hành án thôi. Còn những thành viên còn lại thì y nguyên bản án, ngoại trừ là trong cái thời gian mà lao động chấp hành thi hành án đó, họ phấn đấu để họ được giảm án theo các cái quy định của pháp luật là những ngày lễ Tết thì được miễn giảm án thôi, giảm cái thời hạn thôi, chứ không phải là đó. Thành cho nên là những cái vấn đề đó là luật sư cũng đã nhận định rõ ràng, vì cái bản chất thực sự về cái kết luận cho một cái vụ án này, cho phiên tòa,
là người thiền am phải gánh chịu những cái mức độ về thời gian của bản án là không có quá trình để xem xét giảm án. Hồng Sơn thì luôn phủ nhận điều này, đổ tội cho các vị luật sư là không giải trình, không tìm cách kêu oan để giảm án lại cho người thiền am được. À, cho rằng các vị luật sư yếu kém và không làm hết trách nhiệm của mình, trong khi Hồng Sơn không hiểu được thực sự bản chất của vụ án. Rõ ràng những người thiền am bị kết tội một cách rất là đơn giản và vô cớ. Đáng lý ra là cái vụ án này chỉ khởi tố ở tòa án dân sự thôi. Vi phạm ở điều 331 chỉ là những lời nói vô tình xuất phát từ cảm xúc của một những cá nhân, mà những người trong thiền am là những người họ vi phạm lần đầu tiên, họ không phải là cố tình, không phải là làm một tổ chức đấu tranh hay hoặc là chống đối hay hoặc là có một cái tư tưởng nó liên quan đến chính trị, mà những cái bức bách xuất phát từ sự bức xúc của họ. Cho nên đó là thực tế của bản chất vụ án mà cuối cùng họ đã bị quy kết, và những luật sư này đã tìm cách bào chữa bảo vệ cho người thiền am. Nhưng cuối cùng thì không thể nào khác được, vì đây là một vụ án mà các tổ chức cá nhân đã tìm mọi cách bằng mọi giá mà. Các bạn cũng đã từng biết rồi, A không được thì B, B không được thì C, D. Đấy, bằng mọi cách mà họ đã tuyên bố là bằng mọi cách phải đưa người thiền am vô tù, thì các vị luật sư này có tìm cách cố gắng như thế nào? Đây là cái ấn định của một cái vụ, cái bản án rồi. Hồng Sơn bây giờ ngồi đó nói tài nói dốc, cho rằng các vị luật sư này không đủ trình độ, không làm hết trách nhiệm sức mạnh sứ mệnh của mình. Chỉ là vụ án 331 nhưng không giảm án được cho người thiền am tài giỏi như vậy. Ban đầu Hồng Sơn cũng là người đồng hành với các cái quan điểm của các vị luật sư, sau lúc đầu không nói đây mà bây giờ lên nó là coi như là nói ngược nói ngạo hết trơn vậy Hồng Sơn. Đâu, như vậy luật sư á không rõ ràng, rồi nói người thiền am là nợ, rồi đấy, tận dụng cái mạnh thường quân của người thiền am đó. Ai nói người thiền am nợ, ai nói luật sư nào nói người thiền am nợ đâu. Chính Hồng Sơn cũng đã phân tích cái câu nói của luật sư Mạnh rồi. Luật sư Mạnh đã nói rằng là có vẻ như người thiền am đang nợ chúng tôi. Cái từ có vẻ này là chỉ mang tính chất là để cho chúng ta thấy rõ được cái sự thật của cái vụ việc này là như vậy đó. Hồng Sơn cũng đã phân tích cái câu nói này trên cộng đồng mạng cho fan của mình biết rồi. Anh Mạnh đã nói rằng là có vẻ như là người thiền am đang nợ chúng tôi, chứ không phải là anh Mạnh khẳng định là người thiền am đang nợ chúng tôi. Mà hôm nay thì Hồng Sơn nói rằng là luật sư lại lên nói là người thiền am nợ. Ấy, nợ tiền nợ bạc, dẫn dắt dư luận như vậy đó. Thì sự hỏi là các bạn thấy cái ngược ngạo của Hồng Sơn, cái lập trường của Hồng Sơn không có. Anh nói ngã nào cũng được, anh phủ nhận mọi sự thật để anh nói cho được lòng mình, trong khi là anh không biết bản thân của mình là ở vị thế như thế nào. Anh nói ra cái gì anh cũng là tốt hơn họ, tài giỏi hơn họ, nhưng cuối cùng ra thì cái bản chất anh là nó lại là thấp kém và thối quắc như vậy. Những người mà Mạnh Thường Quân thương yêu thiền am, khi người ta đưa tiền thì mình nhận, mà người ta khi mà vì một lý do nào đó thông tin bị ra ngoài, thật ra nó cũng không gây lên cái hậu quả nghiêm trọng nữa, là chửi và đe dọa người ta bất chấp, kết luận người ta là độc ác trên không gian mạng bởi cái ngôn ngữ của anh luật sư Lan đó. Đây, cũng nhắc đến đó có phải là miệt thị đồng nghiệp không anh Sơn hả? Trong khi chính anh đó, bài viết vừa qua anh cũng đã nói rằng là cái điều tối kỵ trong cộng sự đồng nghiệp luật sư là không được lôi ra để tranh luận lẫn nhau. Nhưng mà anh thường xuyên như vậy, cái việc anh có phải là tranh đấu tranh luận xúc xỉa người ta hay hoặc là anh phân tích đây? Đấy, trong khi là anh làm thơ anh cũng cà khịa, anh mỉa mai người ta cho được,
một người phụ nữ bình thường anh cũng dựng nên những cái câu chuyện, anh đưa những cái ngôn từ nó rất là xấu đối với người luật sư tri thức như anh. Anh cũng đưa vào, anh nói là dùng thơ văn để cà khịa người ta. Như vậy nhân cách, cái bản chất của anh nó chưa hoàn thiện được nhân cách thì làm gì mà anh lại đấu tố người ta được. Trong khi là anh đánh giá các vị luật sư như vậy, nhưng cái bản thân anh lại là làm ngược lại hết. Bực hận thù hầm hực hưng hực hầm hực hưng hực cái khí thế hận thù. Cái kiểu nói chuyện của anh rất là và là kêu gọi đi chi tiền người ta, đi chỉ điện thoại người ta. Đó có phải là xúc xỉa miệt thị hay không? Cái ngôn từ đó có phải là ngôn từ chia rẽ gây mâu thuẫn không Hồng Sơn? Mà anh thường hay dùng cái ngôn từ đối với các vị luật sư, anh cho rằng các vị luật sư này hay dùng ngôn từ mâu thuẫn hận thù. Anh chỉ có được nói người ta hay không à? Và như vậy là chia sẻ ra bị đặt câu chuyện. Bây giờ là cái nhóm mặt nạ ra đề và cả kênh nhật ký luật sư luôn, hết luật sư tới mặt nạ ra đề, chia sẻ rất nhiều thông tin sai sự thật. Quý vị phải cẩn trọng khi xem đó. Này, tôi không có cái nhắc nhở quen mà chị dẫn âm rồi đưa lên rồi kêu làm chứng, cái đó tôi cũng làm được, tôi thấy nó không cần thiết lắm. Đấy, sao là nó xạo, mới vừa rồi anh cũng dẫn chứng đấy. Dạo này là trong thời gian gần đây trở lại một tuần là Hồng Sơn thường khi chia sẻ là cũng thường chứng minh, để gọi là làm bằng chứng đó. Ví dụ như luật sư Lân nói ở cái đoạn nào, cái câu nào thì Hồng Sơn lại bắt chước đưa ra để gọi là chứng minh đó. Nhưng mà bây giờ anh nói rằng tôi không có quen cái kiểu mà dơ dơ lên để làm chứng, hay hoặc là lặp lại cái câu nói, hay hoặc là đưa cái đoạn video ghi âm đó lên. Anh nói ngã nào cũng được hết trơn á. Tôi chia sẻ nội dung chính, còn những cái đó là cái chuyện mình mang tính đôi chối vào thì hay sử dụng đó. Đây là cái giọng của bà nói, là cái giọng của ông nói là đó, ví dụ vậy đó. Tôi chỉ nói cái nội dung. Vậy là Mạnh Thường Quân mà liên quan tới Thiền Am cũng bị lợi dụng. Rồi nói về cái khoản mà Mạnh Thường Quân trong những ngày gần đây, các bạn thấy trên tab cộng đồng của Thanh Trang lôi ra các cái chứng cứ về các cái bill chuyển tiền và các cái tin nhắn chuyển tiền từ các Mạnh Thường Quân đối với người Thiền Am, cho người Thiền Am. Có phải đây là cái việc làm tốt của Thanh Trần Hồng Sơn hay không, hay là việc làm mà cố tình tìm cách để moi ra cái chứng cứ cho cơ quan điều tra hay không các bạn? Những cái bill chuyển tiền, những cái thông tin về tiền bạc liên quan đến người Thiền Am thì Hồng Thanh ngoài cái việc kêu gọi ra thì lại công bố các cái tin nhắn, công bố các cái bill chuyển khoản chuyển tiền của các Mạnh Thường Quân chuyển trực tiếp cho người Thiền Am, chuyển qua trung gian cho người Thiền Am, được Thanh Trần Hồng Sơn công khai kê trên mạng xã hội. Hết Hồng Sơn thì tới Thanh Trần, Hồng Sơn thì bươi móc công kích, tạo điều kiện cho Phan Thiền Am tức tối nhóm Mạnh Thường Quân bức bách phải tung bằng chứng ra. Đó là một cái chiêu mà Hồng Sơn và Hồng Thanh cố moi móc chứng cứ cho đem lại cái bất lợi cho người Thiền Am, trong khi cơ quan điều tra thì đang tìm cái chứng cứ thực tế này. Hồng Thanh ngày hôm qua là chia sẻ các cái thông tin về các cái bill số tiền mà các Mạnh Thường Quân đã chuyển vào cho Thiền Am. Như vậy họ đang cố tình làm hại cho người Thiền Am, đang cố tình cung cấp thông tin bằng chứng cho cơ quan, hay là họ đang tích cực giúp sức cho giúp đỡ người Thiền Am để giải thoát cái những cái vướng bận về pháp lý đây không biết nữa. Tiếp đi Hồng Sơn. Bèo réo lên trên cộng đồng mạng, trong khi người ta tiền của người ta, củ của người ta, mò nước mắt người ta, người ta gì có mến mộ Thiền Am, người ta gửi cho, mà cái YouTube đó, nó cầm rồi, nó quay ra nó chửi đó, người ta đã là lên án. Cái này là luật sư nhận tiền thù lao, nhận tiền qua 50 triệu, mà giờ mà đi tìm người ta, đàn áp người ta trên không gian mạng, nhục mạ người ta trên không gian mạng, kết tội người ta trên không gian mạng, cái
kêu bày đàn để mà đi đi tìm người ta, là trong khi cái hành vi của mình là hành vi có dấu hiệu của tội 331, cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền mời làm việc thì lại bỏ trốn, rồi kêu dụ dạ người ta là trí sát. Còn khi mà... những cái ngôn từ của Hồng Sơn có phải là công kích miệt thị hay không, triệt hạ hay không, trong khi là ông không phải là người trong cuộc, ông có biết được cái cốt lõi của cái câu chuyện của người ta hay không, ông có nằm trong cái bản thân cái trách nhiệm của người ta hay không mà ông biết, không? Trong khi vì lý do tại sao mà chỉ là những đơn truy tìm như vậy mà họ phải chấp nhận đánh đổi bỏ để ra đi, chắc chắn là trong cái sự thế này nó có rất nhiều các cái điều khuất tất, cho nên họ mới đánh đổi một cách như vậy. Và cái việc đánh đổi của họ là vì điều gì? Họ đang đi tìm cái công lý để bảo vệ cái công bằng cho những cái sự oan khiên liên quan đến người thiền am. Còn Hồng Sơn thì sao? Bảo vệ ai ở đây? Mà cứ tối ngày lên nhân danh cho rằng là tôi đi tìm giải pháp để bảo vệ cho người thiền am, bảo vệ vô điều kiện, tôi giúp được gì thì tôi giúp. Giúp thì chưa thấy giúp được gì, nhưng ở đây có thể là Hồng Sơn đang tìm cách hãm hại thiền am bằng cách là đấu tố, lôi ra các cái chứng cứ về tài khoản tiền bạc, bưu chuyển tiền, nguồn tiền từ đâu về thiền am, qua trung gian nào, vào trực tiếp hay là đi về đâu. Hồng Sơn luôn tìm cách để cho cộng đồng mạng bức bối phải tung ra những cái chứng cứ này của thực tế, nhưng đó là cơ hội để cho cơ quan điều tra họ thu thập lấy đó để làm cái chứng cứ mà buộc tội cho người thiền am. Thì có phải là Hồng Sơn đang làm bất lợi cho người thiền am hay là giúp cho người thiền am đây hay không? Đa là cho tiền mình, người ta trả tiền thù lao, vì chứng với mỗi chỗ thiền am đó người ta trả tiền mình. Mình là luật sư thì mình lên lại mình chửi người ta, mình kết tội, không phải kết tội, mình kết cho người ta, tự luận cho người ta, mình đem mình chia sẻ trên không gian mạng là người thiền am còn nợ tiền thù lao luật sư. Nói luật sư vậy đó, phải im để luật sư còn kêu nợ đó được chăng? Này, thấy không, dẫn dắt vậy đó. Luật sư nào mà nói người thiền am nợ tiền của luật sư đâu, chỉ có Hồng Thanh, Hồng Sơn lên rêu rao rồi đi đò cái khoản tiền tung hô cái này lên thế, chứ có ai mà nói. Cái câu nói của luật sư Mạnh, chính Hồng Sơn cũng đã chứng minh, dẫn chứng rồi, có vẻ như là người thiền am đang nợ, chứ đâu có phải là khẳng định, đâu có phải là nói là người thiền am đang nợ tiền chúng tôi, mà có ai đi đòi tiền đâu mà Hồng Sơn, Hồng Thanh lên tuyên bố là yêu cầu phải cung cấp công khai cái dịch vụ pháp lý này, kê khai rõ ràng, minh bạch, thù lao bao nhiêu, tiền bao nhiêu, dịch vụ pháp lý này ký hợp đồng bao nhiêu. Nó rất là vô lý, vô cớ không? Trong khi không phải chuyện của mình, và càng không phải là tiền của mình bỏ ra một xu nào nữa chứ phải. Có phải là nhiều chuyện hay không? Có phải là đang bươi móc soi mói vào chuyện đời tư của họ không? Trách nhiệm của mình thì không phải thuộc thẩm quyền của mình, thừa hành của mình, mà lại cứ lên đánh đố về cái sự thật này, dẫn chứng, dẫn dắt, khiến cho cái sự thật trở nên rối rắm, khiến cho niềm tin của cộng đồng mạng, khán giả của Phan Thiền Am, kể cả Mạnh Thường Quân bây giờ hiểu lầm, đấu tố lẫn nhau. Đây là lộ ra gì đây nữa? Tức là ai mà đưa tiền luật sư đó, là luật sư bữa nay là lên án, kêu bày đàn lên án để cho người ta sợ, người ta không im, tức là trả tiền đó im. Vậy thì mình không làm, người ta trả tiền đó là không được nói. Dẫn dắt. Cái giọng điệu rất... Nói tới phim mình nói thì mình nói người thiền am còn nợ tiền thù lao luật sư. Rất là điêu, thấy không? Rất là điêu. À, bị bèm ở đây. Quý vị tìm những đâu cái vụ nào luật sư làm là không? Có đúng không? Khi người ta Mạnh Thường Quân trả tiền thù lao, còn thêm quà tiền bằng tiền mặt luôn, thì bị lên án. Việc thì ký hợp đồng nhưng làm thì không. Vụ án nào chắc rõ ràng mình rành trước mắt là cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái việc mà tiền thù lao, tiền liên quan đến các vị luật sư
các mạnh thường quân mà các vị luật sư đang lên tiếng đó, không phải là họ lên án, nhưng họ lên để tiếng, để giải thích, để phân trần rõ ràng thực hư cái câu chuyện để cho cộng đồng mạng biết. Chứ không có ai mà dẫn dắt giống như Hồng Sơn cho rằng là luật sư này tố cáo Mạnh Thiền Am, trong khi là Hồng Sơn nói là Mạnh Thường Quân đã cho tiền mình rồi, bây giờ luật sư quay sang tố cáo Mạnh Thường Quân, phủ nhận, nói xấu Mạnh Thường Quân. Có ai như vậy đâu, không có ai mà bạc là lòng bạc nghĩa như cái suy nghĩ của Hồng Sơn cả. Chỉ có Hồng Sơn dẫn dắt như vậy thôi. Các luật sư lên nhận định để phân tích rõ ràng cái sự thật, để khỏi hiểu lầm nhau, để các Mạnh Thường Quân có thể hiểu, khán giả có thể hiểu nhau, đồng cảm cái vấn đề này. Chứ đâu có đấu tố, đâu có nói với ai như mà kiểu Hồng Sơn nói đâu. Không làm, rất là dẫn, không cung cấp dịch vụ pháp lý cho Mười Thiền Am, hợp đồng thì ký. Và bây giờ việc thì không làm, người nào mà trả tiền là bắt đầu lên án liền, người nào mà tặng quà tặng cáp lên án liền. Lên án cái gì ở đây? Lên án đọc án. Ai lên án gì ở đây? Và như vậy cuối cùng thì kết luận Mười Thiền Am á là nợ tiền thù lao. Đây cũng là nhắc đến cái này. Chơi ai? Người, ai kết luận người Thiền Am nợ tiền mà. Chỉ có Thanh Trần Hồng Sơn kết luận dẫn dắt như vậy chứ ai mà. Chính mình luôn vậy, chính khách hàng của mình luôn vậy. Mình liên minh ma quỷ với mặt nạ ra đề để mình ức hiếp Mười Thiền Am. Vì người chỗ này là chỗ biết, mình biết rõ là không lên tiếng được. Vụ án này chính là mình bào chữa và tham gia một góc độ thứ hai, đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Và chính mình lên trên mạng nói rằng là còn 5 vụ án chúng tôi đang làm dở dang. Cái miệng thì nói làm dở dang mà làm thì không có. Lấy gì làm vụ án, cơ quan họ chưa điều tra, chưa khởi tố thì lấy gì mà các vị luật sư đứng ra để làm cái dịch vụ này, trong khi đó là người ta chỉ mới là dự án cái dịch vụ về pháp lý cho người Thiền Am, những cái vụ án tiếp theo. Hồng Sơn cũng thừa biết điều này, mà ngày mà người Thiền Am bị khởi tố kết án không phải chỉ là 3 vụ án ban đầu, mà có thể là những vụ án tiếp theo có thể là gắn trên vai người Thiền Am. Thành cho nên các luật sư này đã chuẩn bị cho một cái hành trình pháp lý để bảo vệ cho người Thiền Am. Có nghĩa là cái dự án của họ là chuẩn bị các cái thủ tục pháp lý tiếp theo. Nếu người Thiền Am bị kết án thì các vị luật sư này sẵn sàng đứng ra để bào chữa, để gánh vác cái trách nhiệm này. Thì như vậy họ đang thực hiện cái trách nhiệm về cái hành vi là một người luật sư thừa hành quyền để bảo vệ pháp lý cho người Thiền Am. Đấy, bây giờ vụ án, ngồi vụ án 331 ra, Hồng Sơn có biết Thiền Am còn vụ án gì nữa không? Hồng Sơn thừa biết đi chứ. Tại sao vụ án lừa đảo trục lợi đến bây giờ gần một năm trời rồi chưa đưa ra kết luận để khởi tố, vẫn chưa có căn cứ lấy gì khởi tố? Như vậy cái dự án các vị luật sư này đưa ra là có đúng như vậy không? Người Thiền Am không phải là 5-6 bản án đó. Hồng Sơn thừa biết mà. Cho nên đó là cái dự án, dự tính của các vị luật sư trong cái việc mà thừa hành cái dịch vụ pháp lý này là đúng. 5-6 vụ án là đúng mà. Đó là cái dự án của người ta. Cho nên bây giờ Hồng Sơn đứng lên dẫn dắt, Hồng Sơn không làm được việc gì. Hồng Sơn không được liếm lát trong cái dịch vụ này. Hồng Sơn rất là cay. Cho nên bộc lộ hết cái bản chất vừa điêu hoa, vừa đê hèn, vừa thấp kém của mình. Và từ đó thì Hồng Sơn đem thực sự cái bản chất mà xấu xa đê tiện của mình ra để thể hiện rõ và bất chấp rõ ràng, lôi đồng nghiệp mình ra miệt thị một cách rất là vô cớ, tùy tiện. Trong khi Hồng Sơn vẫn biết là cái danh dự giá trị của mình không còn gì để mất rồi. Còn gì nữa? Nếu đã là một luật sư, nếu như mà Hồng Sơn có quan điểm để
phục hồi nhân cách nhân phẩm của mình và tương lai sẽ là một luật sư thì không bao giờ mà Hồng Sơn mà liều đến như vậy. À, thấy không? Ít ra thì anh cũng phải giữ cái liêm sĩ của mình. À, mình nói như vậy mình có sai quá hay không, rồi mai lỡ như mình trở thành một luật sư, mình đi ra mình bào chữa rồi mình làm như vậy rồi và nhìn vào họ coi mình ra sao đấy. Ít ra Hồng Sơn phải nghĩ đến cái điều này chứ, cái liêm sĩ cũng phải có chứ. Nhưng thực ra thì các bạn thấy đó, cái bản chất Hồng Sơn đâu có biết nhục, không có liêm sĩ thì lấy gì mà nhục. Mà người đã biết nhục thì chắc chắn là không bao giờ mà tham gia một cách tích cực như thế này đâu. Người mà luật sư thực sự không có mà rảnh rỗi như Hồng Sơn vậy đâu. Có ai mà rảnh rỗi ngày nào cũng là lên rảnh rỗi như vậy. Mà nếu như không vì tiền thì Hồng Sơn rảnh rỗi ghê vậy. À, không vì tiền, không vì vụ lợi, không vì ăn chia chát ở đây thì tại sao Hồng Sơn lại săn sáo rất là tích cực thời gian gần đây, các bạn thấy không? À, thể hiện cái phong thái rất là khác lạ. Quần áo thì phải là lên mạng là phải là gà vạt vách tông, áo phải đủ màu đủ sắc, đó cũng là từ cái trục lợi bá tánh mà ra đấy. Và những cái phần đó là cũng xuất phát từ quà cáp tiền bạc của bá tánh chứ ở đâu Hồng Sơn. Trước nay Hồng Sơn đâu có như vậy. Bây giờ là mỗi màu áo là mỗi cái cà vạt, thì đó cũng là quà cáp của cộng đồng mạng tặng cho đấy. Đó cũng là hình thức trục lợi công khai đấy chứ Hồng Sơn. Đây các bạn thấy không, xét về mặt đạo đức giá trị, bản thân của Hồng Sơn thì đến bây giờ chưa chứng minh được mình là ai cả. À, nhân cách thì nó rất là thối tha như vậy rồi, mà cứ ngày nào cũng lên lôi các vị luật sư này ra, hết luật sư thì tới đa đề, hết người này đến người kia ra để miệt thị, để đấu tố. Một người thực sự có văn hóa trí tuệ như vậy thì không có ai mà làm những cái trò mà trò cười cho thiên hạ như vậy. Mấy bà bán cá ngoài chợ kia mà họ còn khiêm nhường cái lời nói, họ còn biết họ là ai, vị thế như thế nào, có phải là cái chuyện cái việc của mình hay không? À, trong khi ấy là luật sư thì đáng lý ra là phải lên chia sẻ pháp lý rồi, còn làm YouTube có thì khác. YouTube có thì như chúng tôi đi làm YouTube thì phải tìm đề tài, phải lên chia sẻ nhận định đánh giá, và kể cả là vì câu view mà có thể là đôi lúc cũng phải là nói khẳng định tất cả các sự việc để đứng ra tranh luận, tranh đấu liên quan đến các cái vấn đề được gọi là thị phi. Còn mình là một luật sư thì mình phải ít ra cũng phải giữ được cái nhân cách của mình ở một cái góc độ tối thiểu nhất, đó là hạn chế vấn đề liên quan đến tranh luận cá nhân. À, nhưng ở đây Hồng Sơn thì cái sự liêm sĩ không có, mà lấy gì mà biết nhục, lấy gì mà biết nhường nhịn ở đây. Mà quan trọng hơn là vì vậy, vì mưu lợi mà bất chấp. Mưu lợi ở đây là không vì tiền thì vì gì Hồng Sơn? Chúng tôi làm YouTube thì chúng tôi câu like. Hồng Sơn thì không vì làm YouTube cho Hồng Sơn, nhưng phục vụ cho đồng nghiệp của mình, phục vụ cho những cái kênh mà mình đang thừa hưởng cái quyền hành đó, thừa hưởng cái điều mà Hồng Sơn không bao giờ nói ra đấy. Cái điều mà Hồng Sơn thường hay nói rằng là không vụ lợi, không vì mục đích, không vì tiền. Cái điều đó rất là khó nói đối với Hồng Sơn, làm gì mà Hồng Sơn nói được. Nhưng chúng tôi biết mục đích của Hồng Sơn là gì chứ. Trời ơi, anh làm như kiểu mệt trên xã hội này là anh khôn hơn họ, anh là cha mẹ thiên hạ. Cái gì anh nói anh cũng là khôn hơn người hết trơn. Nhưng cuối cùng ra thì coi như là cái tâm can, cái bản chất anh rất là xấu xa. Rồi, mình chào các bạn tí. Xin chào Lê Thái Hòa. Xin chào
Xin chào Lương Văn, xin chào Nguyễn Văn, xin chào Dung Tuyết, xin chào Vali. Nghe giọng điệu của ông Hồng Sơn nói giống như một người ở chợ búa. Cái giọng điệu vừa là nhiều chuyện mà vừa rất là điêu các bạn. Vừa cái thái độ rất là điêu, cái giọng nói thì rất là tráo trở. Các bạn xem các cái bài chia sẻ của Hồng Sơn á, vừa luyên thuyên mà vừa quơ tay múa chân, cười cợt, nhìn nhận một cách rất là điêu, chứ không phải là thể hiện một con người mà trí thức bình thường. Người Hồng Sơn rất là khó hiểu. Anh ta đánh lừa đánh tráo cái nhân cách của anh, khiến cho người nhìn vào khó nhận ra được. Xin chào chị Hoa Nguyễn Ba, xin chào Lập Nguyễn, xin chào Nguyễn Trung Nhất, xin chào Mơ Nguyễn. Thằng Nguyễn Hồng Sơn nó có phải là luật sư đâu mà lại gọi là đồng nghiệp. Xin chào Dung Tiết, xin chào cô Tư Thông Tin, xin chào Vali, xin chào Nam Trần, xin chào Minh Tú, xin chào Cúc Trinh, xin chào Thu Trang. Hồng Sơn luật sư bơi móc, ngày nào tôi cũng thấy toàn là bơi móc nhau. Không, nay lôi luôn luật sư Mạnh, thật là quá kinh tởm cho luật sư Hồng Sơn này. Xin chào Phan Ngọc Dung, Thủy Tiên. Rồi, một lần nữa mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần nữa, cũng đã tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay cũng đã là ngày mùng 3, mùng 4 của đầu tháng 7 rồi. Mình xin gửi lời cầu chúc đến toàn thể quý vị chúng ta luôn được bình an và gặp nhiều may mắn, đem lại nhiều công đức đến cho cộng đồng trong tháng 7 này. Tâm nguyện của mỗi con người thì chúng ta một năm thì chỉ có một cái tháng 7 này thôi, cho nên ai cũng mong muốn để giải tỏa cái tâm lý của mình bằng cách là làm những cái việc gì mà cái tâm nguyện chúng ta ước muốn, làm những cái điều mà để nhẹ nhàng nhất. Mình cũng mong muốn mọi điều là như vậy. Rồi, mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành nhiều thời gian tham gia theo dõi thông tin của mình. Đến đây thì mình xin kết thúc thông tin này. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.